Xin chào các bác, em giới thiệu các bác chiếc máy lọc khí Daikin. Có lẽ sắp tới thì chắc em cũng chỉ bán sang một vài dòng máy lọc khí chủ đạo, đó là những cái con Daikin này hoặc là một vài mẫu Panasonic thôi. Bây giờ cũng không bán tràn lan nhiều mẫu nữa các bạn. Thật sự ra những cái mẫu này thì bán nó vẫn rất là chạy, và khi mình bán cho khách thì mình thấy cái hiệu quả lọc của nó rất là tốt, mà giá thành thì bây giờ nó khá vừa phải. Nhưng mà bán nhiều các loại râu ria quá thì các bác mua các bác nhiều khi cũng chẳng phân biệt được. Thế là em sắp tới thì chỉ nhập một vài loại chủ đạo về máy lọc khí. Đấy, trong đó có cái dòng Daikin mặt đồng hồ vuông này. Riêng cái dòng này thì em dám khẳng định với các bác nhé là đồ đạc siêu lành bền. Đấy, công nghệ ion timer của nó rất là tốt và siêu bền bỉ. Đấy, lọc hiệu quả bù ẩm tốt, dùng được cho phòng 50 mét vuông đổ lại, tức là các bác dùng phòng ngủ hay phòng khách đều ok hết. Nó rất là đa dạng, giá thành vừa phải, đồ biến áp sẵn cho các bác rồi, màng HEPA sẵn rẻ, thay thế dễ, linh kiện thì không có gì để hỏng, chung đồ đạc của nó cực bền luôn, gần như là không bao giờ phát sinh vấn đề gì trong quá trình sử dụng cả. Phải nói là một con máy nó là siêu bền và cái hệ lọc của nó cực tốt. Đấy, hiện tại thì con này bên em thì vẫn bán giá là 2,5 triệu, đã làm sạch đẹp tinh tươm hết rồi các bác nhé. Em về dọn dẹp một con lọc khí mông má hình thức của nó lên khá là tốn công, rất là mất việc. Máy lọc khí Daikin đồng hồ vuông mặt vuông, em đấu biến áp điện 220V rồi, mã số 1. Đồng hồ báo cảm biến này chuẩn chỉ luôn các bác nhé. Em thay cảm biến ẩm mới rồi đấy. Đây, mặc dù là mùa hè này nhưng mà các bác nhìn máy độ ẩm này vẫn báo 91% này. Máy này thì nó chỉ báo đến 90 là nó kịch số luôn nhé. Bên này là cảm biến bụi, cảm biến mùi. Đấy, các chức năng trên này nút bấm ấn cho các bác test ok hết này. Đấy, tất cả mọi thứ là ok ngon lành hết thôi nhé. Đấy, máy đã test tất cả mọi chức năng cảm biến các thứ ok, hoạt động ngon lành. Đây, màng HEPA trong này thì thay mới. Nếu mà nói về cái tầm giá thì thật sự khuyên chân thành với các bác, tầm này thì không có nào hơn được cái con Daikin này. 5 cấp độ lọc cho một cái con máy lọc khí. Đầu tiên là hai cột tĩnh điện. Mà nói thật ra là khi cái dòng này sản xuất tại cái thời điểm sản xuất mới của nó, các bác mười mấy triệu, nó rất là đắt. Nó là cái dòng VIP, kiểu như dạng là các cái dòng xe phổ thông của Việt Nam thì các bác mua một con tay ga SH ấy, nó là VIP nhất trong các dòng tay ga. Thì mình nói đơn giản là như vậy. Thì con này nó cũng là như thế nhá. Để sản xuất ra đây, hai cột dọc tĩnh điện đây thì đương nhiên nó phải có cái hệ mạch điện ở đây rồi, đúng không ạ? Cấp điện vào đây, phóng điện ở đây. Đấy. Đấy là một cấp độ các bác nhé. Thứ hai là màng thô này. Đấy. Vệ sinh rất là dễ khi có cái màng thô này, nó không bị bám bụi vào đây nhiều. Thứ ba là màng HEPA em thay mới rồi này. Thứ tư là màng xúc tác than này. Thứ năm là timer khử khuẩn này. Đấy, diệt vi khuẩn nấm mốc ở đây. Nói chung là cái con máy này thật sự các bác mua về là không khí gia đình nhà thì các bác không phải nghĩ. Thì các bác nào theo dõi clip em đăng nhà rồi, hiện tại em cũng đang dùng hai con này. Thì cái giá thành nó vừa phải và đủ full tính năng lọc khí bù ẩm từ mùi diệt khuẩn. Đấy, nó khuyên chân thành các bác thật sự luôn. Ở sắp tới em cũng không bán nhiều model nữa và tập trung vào một hai cái dòng model chủ đạo rồi. Để mình phân phối cho các bác để các bác có cái mua nó dễ, mình không phải bị phân tâm nhiều, lựa chọn nhiều. Còn đương nhiên trên thị trường nó rất là nhiều đa dạng các loại thay nước các thứ. Mình nên mua những con máy mà nó dư công suất với phòng các bác nhé. Cũng kiểu như các bác dùng điều hòa ấy. Các bác nào mà cứ dụ phòng 15m mà cứ muốn mua những con thủy tầm 10 lọc được 15-20m ấy, thì thật sự lọc nó không hiệu quả, mà lọc rất là lâu, bù ẩm nó cũng không tới được. Đấy. Nên mình mua dư ra. Còn điện về máy lọc khí của Nhật thì nó là không tốn điện đâu ạ. Đấy. Nên là các bác không phải lo về điện đóm. Khi chạy eco của nó chỉ có 10 mấy watt một giờ thôi. Đây các bác nhìn nhé, cái công suất cực đại của nó này là 75W, nhưng nó ở chạy ở cái chế độ gọi là cực đại luôn. Đấy, lúc là siêu bụi nó mới chạy cái cấp độ này, hoặc là mình chỉnh tay. Đấy. Chứ còn bình thường khi chạy eco nó có 10W thôi. Đấy. Con này nhé, các bác nhìn năm sản xuất 2012. Nhưng mà thực sự đối với máy lọc khí bên Nhật ấy, khi họ dùng thì bẩn bụi một cái thôi, họ không có vệ sinh những gì cả, họ bỏ. Cho nên cái tuổi thọ, tuổi đời của máy các bác gần như họ không dùng mấy. Các bác có thể dùng 10-20 năm nữa cũng không bao giờ lo vứt những máy này đi. Linh kiện thì đầy mà nó rẻ, thế mình dùng hoàn toàn yên tâm, đồ đạc thay thế dễ. Series máy 1925. Đây là em bán thì em tư vấn thật, chứ cũng không có màu mè hoa lá cành gì cả. Đấy. Sau tất cả các dòng bán rất là nhiều thì em thấy cái dòng Daikin đồng hồ này hoặc là mặt nguyệt
hoặc là những cái dòng cao cấp hơn Daikin hộp đấy, và một vài model Panasonic cao cấp đấy đối thời điểm bây giờ. Còn đương nhiên mình bảo mình mua máy cỏ, máy rẻ vài trăm nghìn hay hơn 1 triệu thì em không nói, còn đối với cái tầm tiền hơn 2 triệu thì thật sự chả có nào hơn được con này. Đấy là nói chuyên tình của bác như vậy. Đấy, các bác mua về bảo vệ sức khỏe gia đình, cử mùi diệt khuẩn, mùi hôi nấm mốc diệt khuẩn, vi khuẩn trong phòng các thứ rất là tốt. Các bác có nhu cầu thì ủng hộ em qua số điện thoại này nhé. Các bác ấn đăng ký kênh giúp em để cho cái kênh của em nó có nhiều người biết đến hơn, và các bác có thể cập nhật được những cái clip mới nhất trên shop. Hiện tại bên em rất là nhiều máy massage chân cũng có một loạt các bác nhé. Đấy, vừa về máy rửa bát thì bạt ngàn vô biên cương, máy lọc khí cũng rất nhiều. Mà sắp tới em sẽ giảm tiện bớt đi và sẽ thanh lý bớt những cái mẫu mã lằng nhằng đi các bác, nhiều quá, quá nhiều, hàng gần trăm chiếc máy lọc khí chẳng đăng kịp lên làm gì cả. Thì là sẽ giảm bớt đi cho các bác. Đấy, chào các bác.